Vợ cho tiền mua ô tô nhưng cho có 300 triệu. Bắt phải mua xe làm sao để phục vụ công việc. Vợ thỉnh thoảng lại phải chở vợ con về quê. Ồ, khó quá đây. Ông gặp chúng tôi là chuẩn bài rồi đấy. Xe tải phô tông 5 chỗ của Trường Giang. Vừa chở người, vừa sử dụng được công việc. Mà chỉ có 300 triệu, 300 triệu mà có cả 5 chỗ. Thùng lường chở hàng này. Thùng khung mui này. Thùng cánh rơi chở hàng này. Và cả thùng kín nữa này. Nhiều màu để chọn nữa này. Cho tôi một con để mùng 29 chở vợ với cả 3 con lợn về biếu ngoại. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Có rất nhiều bác tài làm nghề sơn này, nghề thạch cao này, rồi một vài cái công việc nữa cần phải chở thợ đi công trường, công trình, vừa phải chở nguyên vật liệu sơn, thạch cao và các cái công cụ phục vụ công việc. Thì các bác tài hỏi tôi là lấy cái xe gì hợp lý nhất. Vâng, và thời điểm hiện giờ thì chỉ có một cái xe mà các bác tài có thể lựa chọn nó hợp lý nhất. Và nó cũng là cái sản phẩm gần như là độc quyền ở trên thị trường. Đó là xe tải thùng 5 chỗ mà lại có cả thùng của Trường Giang kết hợp với cả phô tông. Xin giới thiệu đến tất cả các bạn xe Grand Tour phô tông của Trường Giang 5 chỗ. 5 chỗ ngồi nhưng mà vẫn còn có cả thùng để chở hàng. Và tùy theo cái công việc của bác tài, các bác tài cần cái thùng nó như thế nào thì chúng tôi sẵn sàng đáp ứng đến tất cả các bác tài cái thùng nó như thế. Từ cái thùng lửng, chúng ta chở những cái đồ đơn giản, đến thùng mũi bạt, chúng ta chở được nhiều đồ hơn một chút, có bạt đậy lên. Từ đến thùng kín mà chúng ta cần chở những cái đồ đạc, chúng ta tránh nước tuyệt đối thì chúng ta cần cái thùng kín, chúng tôi có thùng kín. Và có một cái loại thùng nữa, nó là loại thùng cánh rơi mà có thể là mở tất cả các bên ra để có thể chúng ta vừa bán hàng lưu động và vừa có thể lấy hàng cực kỳ là tiện lợi. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu đến tất cả các bạn cái xe sản phẩm của Trường Giang phô tông 5 chỗ, tất cả các loại thùng mà chúng tôi có ở đây. Tất cả các loại này đều phù hợp với cả các bạn. Tùy các bạn là có công việc gì chúng ta sẽ chọn những cái loại thùng đó nhá. Chúng ta cùng xem qua cái xe này. Cái xe này thì là cái xe tải 5 chỗ của phô tông kết hợp với cả Trường Giang. Nó vừa 5 chỗ ngồi. Và cái kích thước thùng của nó, cái kích thước thùng của nó thì đâu đó được bề dài được 2m08. Thùng nó vẫn còn dài được 2m08 nhá. Và bề rộng của nó là 1m57. Cái kích thước dài và rộng thì nó chung cho tất cả các trạng thái thùng, từ thùng lửng, thùng mũi bạt, thùng kín hay là thùng cánh rơi. Kích thước thùng nó như nhau, chỉ khác mỗi cái chiều cao thôi. Chiều cao của thùng lửng nó khác, mà mũi bạt nó khác, và thùng kín nó hơi khác một chút. Đó. Và cái tải trọng chở hàng thì nó cũng lại hơi khác nhau. Vì sao lại thế ạ? Là vì cái thùng lửng, cái xác xe của nó nhẹ hơn, tại vì nó không có cái mũi bạt lên. Đây các bạn có thể nhìn cái thùng lửng. Thì cái tải trọng của nó được cao nhất của nó là chở được 5 người và 770 kg. 770 kg con xe thùng lửng này. Tiếp đến thùng mũi bạt. Thùng mũi bạt thì nó đóng cái thùng lên, vì thế cái xác xe nó nặng hơn một chút, vì thế cái tải nó bị giảm đi. Thì cái tải của thùng mũi bạt nó còn là 620 kg. Đối với cả thùng mũi bạt, tất cả đều chở được 5 người, và con mũi bạt này chở được 620 kg hàng hóa. Và tiếp theo là cái thùng kín. Cái thùng kín để chở những cái hàng mà nó tránh nước tuyệt đối, và những cái hàng mà chúng ta cần khi mà chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta chỉ cần khóa lại là xong, không sợ mất mát hay không sợ gì cả. Thì cái tải trọng của nó thì còn là 600 kg. Và cái xe thùng cánh rơi này cũng vậy. Thùng cánh rơi này cái tải trọng của nó đâu đó cũng còn khoảng 600 kg. Xin lỗi các bạn, đây là thùng kín, bên này là thùng cánh rơi. Thì đó, chúng ta cùng xem lại cái thùng của nó. Cái thùng của nó thì nhà máy đóng cực kỳ là chắc chắn. Đây là tất cả nguyên bản là thùng theo nhà máy đóng nhá, và thiết kế cục đăng kiểm cấp cho nhá. Vì thế chúng ta cực kỳ yên tâm với cái thùng của nhà máy, chất lượng cực kỳ là tốt. Ngoài ra thì cái xe phô tông 5 chỗ này nó có rất nhiều màu sắc để các bác có thể lựa chọn, từ những cái màu trắng
người ta gọi là đây là trắng ngọc trai hay là trắng sứ, màu trắng này rất đẹp. Tiếp theo là những cái màu cam này, màu xanh này, còn một hai cái màu nữa nhưng mà chúng tôi không có thể trưng bày hết được ở đây. Nếu các bạn mà có nhu cầu tham khảo về màu thì hãy liên hệ với chúng tôi, có rất nhiều màu sắc để các bạn có thể lựa chọn. Cái xe này thì là cái chỗ ngồi của nó 5 chỗ ngồi, rất thoải mái để 5 người ngồi, cực kỳ thoải mái luôn ạ. Cái nội thất của nó thì các bạn khi bước lên cái xe tải, nhưng các bạn cứ ngỡ rằng nó là một cái xe con, vì nhà máy ô tô Trường Giang cũng đã thiết kế cái nội thất của nó theo một cách khá là hiện đại. Và nó đầy đủ các option cơ bản nhất để chúng ta vận hành một chiếc xe, như là điều hòa đầy đủ, điều hòa hai chiều đầy đủ, khóa điện, đây, khóa điện đây, có cả kính điện nữa. Con này thì cái dung tích xi lanh của nó là 1.5 lít. Cái hộp số của nó dùng là 5 số tiến và 1 số lùi. Chúng ta vận hành cái chiếc xe này thì cũng giống như là một chiếc xe con thôi, rất nhẹ nhàng và êm ái. Số, côn, ga cực kỳ là nhẹ, vận hành đơn giản. Đó. Vì cái tải trọng nó thấp cho nên nó vào máy xăng, cho nên nó sử dụng cái lốp sau đó là dùng lốp đơn nhá. Nó dùng cái lốp đơn. Cái lốp này là lốp không xăm bạn ạ. Lốp này là lốp không xăm. Lốp xăm thì cho chúng ta cảm giác là vận hành nó êm ái hơn lốp có xăm rất nhiều. Đó. Và cái khung gầm này, khung gầm được nhà máy thiết kế là cực kỳ là chắc chắn. Khung gầm liền, cực kỳ chắc chắn. Cầu cũng là cầu to, các bạn có thể chở hàng thoải mái. Và đây chúng ta cùng nhau là xem cái thùng của nhà máy đóng nó như thế nào nhé. Cái thùng này, đây các bạn có thể xem. Cái thùng kín này, cái kích thước bề dài của nó là được 2m08 và bề ngang của nó là 1m57. Chúng ta có thể chở hàng thoải mái, để những cái đồ mà vào đây chúng ta đóng cửa lại không bao giờ sợ ướt. Và khi cần thiết chúng ta khóa lại, không bao giờ sợ mất khi mà ở những cái chỗ mà chúng ta nghỉ ngơi hay đỗ dọc đường. Đó là cái ưu điểm của thùng kín. Đó. Cái sàn này thì vẫn sử dụng cái sàn tôn sóng nguyên bản, rất chắc chắn. Còn đây, chúng ta sang đây, có một cái loại thùng này nữa là cái thùng cánh rơi. Thùng cánh rơi này thì để cho tất các bác tài mà muốn bán hàng lưu động hay là những cái công việc gì đấy, lấy hàng mà chúng ta cần phải mở hết ra. Tôi sẽ mở hết tất cả cánh nha, để các bạn xem. Đó. Cái cánh trên thì nó có tiêu thủy lực, mở ra phát nó đẩy lên nhá. Còn ở dưới chúng ta có thể mở ra này, mở xuống này, hoặc chúng ta có thể lấy dây xích chúng ta treo để mở rộng cái khoang thùng hàng lên. Chúng ta có thể bày các mặt hàng ở đây thoải mái, bán hàng, bán hàng hoa quả này, bán hàng quần áo này, bán các đồ linh tinh, rất tiện. Mà vẫn có thể là chở 5 chỗ ngồi, cần thiết đi đâu cả nhà đi được. Đó. Về quê về quán thoải mái luôn. Cái màu này là cái màu nó na ná giống như của Ford Ranger bản Wildtrak ạ. Màu cam ấy, rất đẹp đấy ạ. Đây. Bên cạnh nó thì nó còn một cái con thùng mui bạt nữa. Tất cả các cái thùng này của nhà máy đóng cho chất lượng cực kỳ chắc chắn. Chúng ta có thể nhìn thấy từ những cái khóa cửa đấy ạ. Khóa mở theo kiểu công đấy ạ. Rất chắc chắn đấy ạ. Đó. Từ tay khóa đấy, từ bản lề, rất chắc. Chúng ta có thể nhìn. Đây là cái thùng mui bạt. Đó.
Cái thùng đựng bạt này thì để chúng ta chở được nhiều hàng hơn một chút so với cả cái thùng lửng. Và khi cần chúng ta vẫn đậy bạt lên, vẫn có thể tránh được mưa gió, không bị ướt hàng. Còn đây là cái thùng lửng của nó. Thùng lửng của nó thì có thể là mở tất cả là 3 bưởng ra. Chúng ta mở có thể mở 3 bưởng. Đây. Rất tiện đúng không ạ? Rất tiện để chúng ta chở hàng. Trước đây thì có một vài cái sản phẩm của Hyundai Porter nhập khẩu về, nó cũng là cái loại mà cabin kép. Nhưng đến thời điểm giờ là không còn cái loại xe nhập khẩu nữa. Và cái số lượng xe nhập khẩu cabin kép 5 chỗ ngồi của Hyundai Porter là cực kỳ hạn chế. Vì thế thời điểm giờ cái xe tải 5 chỗ của Trường Giang cho ra đời gần như là cái sản phẩm độc quyền trên thị trường thời điểm giờ. Không có một cái hãng nào có thể ra được. Vì thế các bạn có nhu cầu mà cần tư vấn hơn gì thêm về sản phẩm của Trường Giang thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có sẵn rất nhiều màu, rất nhiều các trạng thái thùng để có thể sẵn sàng tư vấn đến tất cả các bạn có nhu cầu. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới.